Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Messi tiết lộ điều kiện cực sốc nếu như trở về Barca, người hâm mộ vỡ òa bất ngờ. Báo chí châu Âu vừa có tiết lộ gây sốc xoay quanh tương lai của Lionel Messi. Cầu thủ sẽ hết hợp đồng với PSG vào mùa hè này. Tương lai của Leo Messi đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Sau gần 2 mùa giải khoác áo PSG, siêu sao người Argentina có thể ra đi tự do vào mùa hè này. Ông Jorge Messi, cha và là người đại diện của Lionel Messi trong thời gian gần đây, đã tiếp xúc với lãnh đạo của nhiều đội bóng cả trong và ngoài châu Âu. Và theo tiết lộ từ tờ Mirror, cha của cầu thủ 35 tuổi đã gặp gỡ chủ tịch Joan Laporta của Barca vào tháng trước. Kéo theo với đó là đồn đoán về việc Empunga có thể trở lại sân Camp Nou. Siêu sao người Argentina đã yêu cầu Barcelona giữ lão tướng Sergio Busquets, đồng thời loại những cầu thủ mà Messi không thích chơi cùng nếu như anh quay trở lại cùng câu lạc bộ xứ Catalan. Leo Messi đã từng có quyền lực tuyệt đối trong nhiều quyết định tại Barcelona, từ việc gia hạn hợp đồng đến chuyển nhượng và ký hợp đồng mới. Theo Al Nacional, anh cũng sử dụng quyền lực này để từ chối một số đồng đội mà anh không thoải mái khi thi đấu cùng. Hiện tại Messi đang trong những năm cuối của hợp đồng tại PSG và vẫn chưa đồng ý với thỏa thuận mới về việc gia hạn. Có nhiều tin đồn liên quan đến việc anh trở lại Barca và nếu đúng như vậy, Messi muốn sở hữu một số quyền lực cũ. Nguồn tin của El Nacional cho biết Messi muốn tiền vệ Busquets ở lại Barca khi anh quay trở lại. Busquets, một đội trưởng trong suốt sự nghiệp của mình, là huyền thoại của Barcelona. Tuy nhiên, hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa hè và Busquets có thể đang trên đường ra đi với khả năng chuyển đến nhà nghề Mỹ. Messi có rất nhiều thời gian đá cùng Busquets khi còn chơi bóng tại Barca. Do vậy có thể hiểu được tại sao anh muốn đồng đội thân thiết của mình ở lại. Nhưng cũng có một số cầu thủ của Barca mà anh không muốn chơi bóng cùng. Và một trong những cái tên bị từ chối là Sergio Roberto, người mà Messi cho rằng không xứng đáng để có mặt trong đội hình chính. Sự đa năng của Roberto đã giúp anh trở thành một cầu thủ quan trọng trong đội hình Barcelona. Tuy nhiên, M10 từng không tin tưởng vào tiềm năng của Roberto và yêu cầu câu lạc bộ ký hợp đồng với những cầu thủ mới để thay thế. Điều này đã dẫn đến sự xuất hiện của hai cầu vệ phải là Nelson Semedo và Sergi Nordes tại câu lạc bộ La Liga, nhưng cả hai đều không thành công trong việc đóng góp cho đội bóng. Bất chấp nghi ngờ của Messi, huấn luyện viên của Barca là Xavi coi Roberto là một cầu thủ quan trọng và tiếp tục cho anh ra sân thi đấu. Roberto đã tham gia vào 28 trận đấu cho Barcelona mùa giải năm nay, ghi 4 bàn và cung cấp 3 đường kiến tạo. Cần phải biết Messi đã rời câu lạc bộ xứ Catalan vào năm 2021 vì anh không thể gia hạn hợp đồng với La Liga do quy định về giới hạn lương. Anh để lại di sản là 672 bàn thắng và có 303 đường kiến tạo trong 778 trận đấu cho đội. Kể từ khi gia nhập Paris Saint-Germain với tư cách là cầu thủ tự do, Messi đã thi đấu 67 trận, ghi được 29 bàn và có 32 pha kiến tạo. Messi không thể phủ nhận là cầu thủ vĩ đại nhất từng khoác áo sọc đỏ xanh của Barcelona. Việc anh rời khỏi đội bóng vào năm 2021 đã gây ra nhiều sự tiếc nuối cho các cổ động viên. Mặc dù Barcelona đang gặp khó khăn về tài chính nhưng có khả năng thực sự Messi sẽ trở lại Nou Camp. Theo Mundo Deportivo, Messi muốn chủ tịch Barcelona là Joan Laporta liên lạc trực tiếp với anh để cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên trước đó. Messi và Laporta đã từng chia tay nhau trong tình trạng không mấy vui vẻ. Bản thân Laporta cũng không giấu giếm mong muốn chứng kiến Messi trở lại Barca, nhưng ông chưa liên lạc trực tiếp khi cầu thủ này chuyển đến Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, Laporta đã gặp cha của Messi là một dấu hiệu tích cực cho thấy câu lạc bộ đang theo đuổi ngôi sao cũ của họ. Ở tuổi 35, Leo Messi với đẳng cấp vượt trội vẫn nhận được nhiều lời chào mời hấp dẫn từ nhiều đội bóng danh tiếng. Barcelona, Al Hilal hay Inter Miami đều là điểm đến lý tưởng cho những năm tháng cuối sự nghiệp của siêu sao người Argentina. Trong vài tuần tới, không thể tránh khỏi sẽ có rất nhiều tin đồn xoay quanh tương lai của Messi. Tuy nhiên, Barca hy vọng họ mới là đội giành được chữ ký của anh trước khi kết thúc thị trường chuyển nhượng mùa hè. Rõ lý do vì sao Barcelona mới thực sự là ngôi nhà Messi nên trở về. Những sự đối xử khác biệt giữa câu lạc bộ Barcelona và cổ động viên Paris Saint-Germain dành cho Leo Messi chứng minh vì sao Camp Nou mới là ngôi nhà thực sự của Empunga. Trong bối cảnh hợp đồng giữa Leo Messi và Paris Saint-Germain sẽ đáo hạn vào tháng 6 năm 2023 tới đây, Barca được cho là đang tích cực tiếp cận để đưa ngôi sao người Argentina trở lại Camp Nou. Những tin đồn xoay quanh chuyện tái hợp của đôi bên khiến cho người hâm mộ đội bóng xứ Catalan cảm thấy vô cùng phấn khích. Chính vì vậy mà các cổ động viên đã liên tục dành những món quà đặc biệt để thể hiện tình cảm và khát khao một lần nữa nhìn thấy Empunga thi đấu trong màu áo của Barcelona.
ở cuộc đối đầu giữa Barca với Girona trong khuôn khổ vòng 28 La Liga mới đây. Những người yêu mến đội bóng xứ Catalan đã đồng loạt hô vang tên của tiền đạo Leo Messi, tạo ra hiệu ứng vô cùng ấn tượng khắp các góc khán đài của Camp Nou. Đáng chú ý là các cổ động viên đã căn đúng thời điểm đồng hồ thi đấu bước sang phút thứ 10 nhằm thực hiện hành động này như là một lời tri ân dành cho El Pulga, số 10 huyền thoại của gã khổng lồ xứ Tây Ban Nha. Đây không phải lần đầu tiên các cổ động viên đội bóng xứ Catalan hô vang tên Messi dù anh đã không còn thi đấu tại Camp Nou. Trước đó, trong trận El Clasico, nơi Barca nhận thất bại 0-4 trước Real Madrid, những người hâm mộ cũng làm điều tương tự, hòng thể hiện nguyện vọng được nhìn thấy siêu sao người Argentina trở lại thi đấu cho đội bóng này. Thời điểm hiện tại, Messi đang đối mặt với nhiều khó khăn tại PSG sau khi đội bóng bị loại khỏi vòng 1/8 của UEFA Champions League. Một bộ phận người hâm mộ gã nhà giàu nước Pháp đã quy hết tội lỗi và trách nhiệm về phía của El Pulga. Chính vì vậy, họ liên tục la ó, hò hét cũng như là công kích mỗi khi tiền đạo sinh năm 87 ra sân. Có thể thấy là dù thăng hay trầm thì những người hâm mộ Barca vẫn luôn ở bên cạnh đồng hành và tiếp sức cho ngôi sao người Argentina, bởi họ đã gắn bó với nhau xuyên suốt thời kỳ đỉnh cao của chân sút sinh năm 1987. Còn ở phía PSG, mặc dù được chào đón nồng hậu trong ngày cập bến Paris hoa lệ, nhưng khi khó khăn, không ít người đã vội vàng quay lưng và buông cho nhà vô địch World Cup những hành động gây sát thương cao. Vừa chiêu mộ Messi, Barca tiếp tục trải thảm đỏ đón siêu sao của MU. Barcelona được cho là đang nhắm đến một hậu vệ của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Theo những cập nhật mới nhất từ Fichas, FC Barcelona đang cân nhắc ký hợp đồng với Diogo Dalot. Hậu vệ phải của Man United sẽ trở thành cầu thủ tự do vào ngày 30 tháng 6 và đội bóng xứ Catalan hiện đang theo dõi rất sát sao tình hình. Sự quan tâm của Barca dành cho Dalot đã diễn ra trong nhiều tháng. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Blaugrana đã cố gắng thuyết phục Man United để Dalot rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Việc Hector Bellerin chuyển đến Sporting Lisbon khiến cho Barca bỏ trống vị trí hậu vệ phải. Bây giờ, những trung vệ như Jules Koundé và Ronald Araujo sẽ phải thi đấu luân phiên ở vị trí cánh phải. Vì những điều trên, bản thân huấn luyện viên của FC Barcelona là Xavi đã nói rõ với ban lãnh đạo thể thao rằng phải mang về một hậu vệ phải bằng mọi giá. Bất chấp việc Barca có nhiều vị trí cần bọc lót hơn, Xavi vẫn ưu tiên sự xuất hiện của một hậu vệ. Ngoài cái tên Diogo Dalot, đội bóng xứ Catalan còn có nhiều cái tên khác đang được cân nhắc. Nhưng dù sao thì họ cũng sẽ chiến đấu để ký hợp đồng với cầu thủ người Bồ Đào Nha từ Manchester United. Do Barca không thể cạnh tranh tài chính với Man United nên Blaugrana sẽ chờ Quỷ Đỏ chiêu mộ người thay thế Dalot. Như các phương tiện truyền thông khác nhau đã chỉ ra, Man Đỏ là ứng cử viên nặng ký nhất để ký hợp đồng với Jamie Frimpong. Bằng cách này, đội chủ sân Old Trafford sẽ dễ dàng để Dalot ra đi tự do. Đây sẽ là lựa chọn tốt nhất hoặc ít nhất là cách để Barca có thể chiêu mộ cầu thủ người Bồ Đào Nha. Trong một diễn biến khác, Barca vẫn đang ưu tiên cho sự trở lại của huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ là Leo Messi. Theo những thông tin cập nhật từ Sport, Messi đang rất gần với việc tái gia nhập Camp Nou bất chấp những lời đề nghị gia hạn của PSG, cũng như hợp đồng bom tấn đến từ Ả Rập Xê Út và MLS.